Hi, xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Laravel Framework được phát trực tuyến từ Trung tâm Đào tạo Lập trình Suntech Việt Nam. Ở bài học trước, tôi đã giới thiệu cho các bạn cách sử dụng router và có truyền parameter lên trên router trong Laravel. Đó. Tiếp tục ở bài này, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một khái niệm nữa về router, đó chính là router name. Đó. Vậy thì vì sao chúng ta phải sử dụng router name? Thì ở video này tôi sẽ làm cùng các bạn làm rõ điều này. Ok, đầu tiên tôi sẽ bật Laravel lên để chúng ta có thể chạy được các service Nginx và PHP. Đó, sau đó tôi sẽ mở terminal lên. Thì chúng ta sẽ start cái server Laravel để chạy được project của chúng ta. Thì tôi sẽ đóng nó lại. Ok, tôi mở lại terminal lên. Và đây, chúng ta đang ở phần Laravel Tutorial, chính là thư mục chúng ta đang làm việc ở buổi trước. Tôi sẽ start server lên. Sorry, chúng ta chỉ cần biết là thiếu chữ R. Ok, lúc này tôi đã start server của mình lên. Tôi sẽ quay trở lại localhost, chạy với cổng 8000. Thì các bạn biết, đây là cái demo của buổi trước khi tôi nói về vấn đề truyền parameter lên trên thanh URL này. Đó. Thì ở bài hôm nay tôi sẽ nói về router name. Đó. Tại sao lại phải sử dụng router name? Thì ở trong Laravel nó có cung cấp cho chúng ta một cái concept về router name. Đó. Thì ý nghĩa của nó là như thế nào? Như các bạn biết là trong thực tế khi chúng ta sử dụng router, ví dụ như ở buổi trước chúng ta đang sử dụng router và các bạn biết là tôi đang gọi router như thế này. Các bạn quay trở lại cái file test của chúng ta. Tôi đang gọi router như thế này. Theo đúng cái mà chúng ta đang định nghĩa ở đây. Ví dụ như là phần tên này. Đó. Phần router này chính là phần URI. URI. Và chúng ta đang copy theo cái URI này. Ví dụ như chúng ta có các router như là user, product, new và service tương đương với các router mà chúng ta định nghĩa ở đây, thì cái phần này gọi là URI. Đó. Thì tại sao chúng ta lại cần định nghĩa ra router name? Thì tôi có một ví dụ nhỏ nhỏ như thế này. Tôi giả sử ở đây tôi đang có các router như thế này. Tôi kích vào thì tôi gọi đến product. Tôi kích vào thì tôi gọi đến new. Nhưng và ở đây đối với bài viết số 1, tôi kích vào thì tôi gọi đến cái router đó. Thì tôi giả sử là ở thời điểm này chúng ta đang đặt router như thế này. Nhưng trong một yêu cầu nào đó trong tương lai, chúng ta phải thay đổi cái tên router này. Tôi lấy ví dụ, sau này trong tương lai của chúng ta, thay vì chúng ta để router là new category như thế này, thì chúng ta cần phải thay đổi một cái router khác. Chúng ta có một cái yêu cầu là tôi muốn đổi tên router này, ví dụ như là service hay product tôi muốn thêm S chẳng hạn như vậy, hay user tôi muốn thêm S. Thì lúc này đối với những router mà chúng ta đã viết ở ngoài này sẽ không còn tác dụng nữa. Đây, nó báo là not found vì nó không hiểu nữa. Đây. Đó. Thì tôi giả sử trong trường hợp này chúng ta đang sử dụng cái router user và product thì nó rất là ít. Chúng ta đang sử dụng trên một màn hình này thôi. Nếu phải thay đổi thì chúng ta vào trong file test này. Chúng ta thay đổi nó lên S. Và chúng ta thay đổi lên S thì lập tức nó sẽ nhận trở lại như thế này. Đó, như thế này. Tuy nhiên, trong thực tế thì chúng ta sẽ gặp phải vấn đề như thế này. Nếu project của chúng ta đang sử dụng cái router user và router product ở rất nhiều nơi, tôi lấy ví dụ như này, tôi sẽ copy nó ra và tôi để nguyên như thế này. Chúng ta đang sử dụng cái router là product và user ở rất nhiều chỗ như thế này, thì điều gì sẽ xảy ra? Đây, tôi giả sử như vậy, tôi sẽ copy nó lên như thế này. Tôi giả sử như vậy, chúng ta có danh sách các router là user, danh sách các list, và ban đầu tôi quay trở lại ví dụ cũ, ban đầu của tôi là user như thế này. Thì ở đây của tôi sẽ là user như thế này. Tôi giả sử đây là cái ban đầu. Đây.
Đó, thì chúng ta có các router như thế này. Chúng ta kích vào, không vấn đề gì. Sorry. Đây, chúng ta đã lưu rồi. Chúng ta đốt lại trang. Và chúng ta kích vào thì không vấn đề gì. Đây, như thế này. Nhưng trong tương lai chúng ta vì một lý do nào đó chúng ta yêu cầu là tôi muốn đổi router này thành S. Thì lúc này bạn sẽ phải quay trở lại ở phần view hoặc là ở bất kỳ nơi nào trên project của bạn đang sử dụng cái router user này. Mà các bạn khai báo nó như thế này thì các bạn phải đi sửa lần lượt tất cả các chỗ đang sử dụng đó như thế này. Và tôi giả sử ở đây chúng ta đang phải đi sửa ít nhất là có ngần này lần. Đó, thì đây là một điều rất là bất tiện cho việc maintenance. Đó, router có S thì ok. Còn nếu chúng ta không sửa, mà chúng ta đã sửa router và chúng ta không sửa view, thì lúc này dùng lại cái router này chúng ta sẽ bị lỗi như thế này, not found. Đó, thì bắt buộc chúng ta phải đi sửa những router này. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng cái router ở trong router này mà khi cái router này nó thay đổi thì tất cả những chỗ mà chúng ta sử dụng ở ngoài view như thế này hoặc là chúng ta sử dụng ở những chỗ khác sẽ không cần phải thay đổi nữa? Thì trong Laravel nó cung cấp cho chúng ta một cái concept đó là router name. Thì cách sử dụng router name như thế này, chúng ta chỉ cần đặt tên cho nó. Đó, mà tôi để đây ví dụ như là user index.index. Tôi để là user đi, chẳng hạn như vậy. Đó, và ở ngoài view này làm sao để có thể dùng được cái router name? Thì chúng ta chỉ cần khai báo như thế này. Chúng ta sẽ cho cái hàm router ra như thế này. Và chúng ta truyền vào cái name như thế này. Đó, và các bạn copy cho tất cả những chỗ này. Đây. Đó, chúng ta sẽ copy lại như thế này. Đó, thì chúng ta chỉ mất công khai báo lần đầu như thế này. Đó, chúng ta chạy lên thì chúng ta có router không vấn đề gì, vẫn truy cập được vào. Đó, và giả sử trong tương lai tôi muốn thay đổi cái router này từ có S về không có S. Đó, bài toán đặt ra như vậy. Thì chúng ta quay trở lại đây, chúng ta cũng không cần phải sửa gì cả, nó sẽ tự động lên nhận. Đó, và chúng ta thay đổi user thành user management như thế này. Đó, và chúng ta quay trở lại ban đầu của chúng ta là router như thế này. Router là như này. Đó, thì bây giờ nó đã không còn nữa. Khi load lại trang này thì chúng ta sẽ nhận cái router mới là user management. Và chúng ta chỉ cần sửa một chỗ ở trong web router như thế này thì lập tức những chỗ ở ngoài view đã gọi trước đó nó sẽ hiểu theo cái router thay đổi này. Đó, thì đấy là ý nghĩa của việc sử dụng router name. Thì các bạn sẽ dễ dàng quản lý hơn và nó giảm tiết thiểu cái việc phải thay đổi ở nhiều chỗ. Đó, thì ở cái ví dụ này tôi đã làm rõ cái lý do mà chúng ta phải sử dụng router name ở trong Laravel. Nó giúp chúng ta tiết kiệm được cái thời gian công sức khi mà có một router ở trong web nó thay đổi thì ở trên view hay bất kỳ chỗ nào trên project của bạn cũng sẽ không cần phải thay đổi theo. Các bạn chỉ cần thay đổi ở đây là mọi thứ ở bên view này nó sẽ thay đổi theo. Đó, như các bạn thấy ở đây, lúc này nó sẽ theo là user management và chúng ta không cần phải đi sửa cốt ở ngoài view nữa. Đó, ok, có lẽ là video này tôi sẽ dừng lại ở đây. Các bạn hãy thực hành nó lại ở trên máy của mình. Đó, và các bạn cũng đừng quên nhấn subscribe kênh YouTube của Subtech Việt Nam để có thể theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.